Trong cái video này tôi mới hướng dẫn các bạn để download cái TeamView để có thể là mình nhìn thấy computer của bạn và bạn nhìn thấy computer của Tommy để liên kết làm gì với nhau thì rất dễ dàng hơn là chỉ đoán thôi. Trên cái browser thì quý vị đánh chữ TeamView, TeamViewer.com, sạc một cái VI rồi lên cái trang này, xong quý vị vô chỗ này dùng biên bản đầy đủ hoàn toàn miễn phí, click vô cái này thì bắt đầu quý vị nhớ là quý vị save nó chỗ nào, thí dụ save trong desktop thì kiếm ở trong desktop. Bây giờ Tommy đang save trong desktop, save nó là 5.6 MB. Xong rồi ở dưới này mình double click, bắt đầu nó mở cái window này lên. Do you want to run that file? Thì quý vị chỉ cần click chỗ này run thì bắt đầu cái program nó thâu vô ở trong computer của các bạn. Chờ computer nó load cái program. Cái message này nó nói là bạn có mở cái TeamView thì phải đóng lại đi rồi mới thâu mới thâu software vô được. Thì mình mới đóng lại cái program tiếng Anh của mình. Mình retry nữa. Thì bắt đầu để cái window nó nổi lên, nó nói là install personal non-commercial view, accept và finish. Đây là cái program nó đang thâu vô cái máy của quý vị. Nếu quý vị là Mac computer thì quý vị click cái chỗ icon nó để là Apple, còn Windows là quý vị click ngay chỗ này. Hiện tại là Tommy đang thâu cái chương trình này nó compatible với Windows của quý bạn. Bây giờ cái chương trình này còn đang thâu vô, chưa có xong. Khi nó xong rồi tự động nó mở lên cái window giống như vậy. Thì bạn nên nhớ rằng cái này, cái ID của bạn lúc nào nó cũng giống như nhau hết. Mà cái password thì mỗi lần mà hẹn với nhau, mà để remote với nhau, để là share cái computer screen, thì cái này nó sẽ đổi là cái mật mã khác. Lý do làm như vậy để protect là không có ai được vô computer của bạn hết. Chỉ khi nào bạn cho phép thì người ta biết cái password ta mới vô được. Thì khi mà remote rồi thì bạn cho Tommy biết cái số ID của bạn thì đồng thời password của bạn. Thì Tommy đánh ở trong cái computer của Tommy, Tommy phải đánh là cái nếu mà Tommy muốn qua computer của bạn thì Tommy đánh cái ID vô. Đồng thời là xong connect, đánh cái 47450301. Xong quý bạn connect vô, xong cái nó hỏi password thì quý bạn đánh cái password này vô. Đó là bạn muốn coi computer bên này, và ở đây muốn coi computer của bạn thì tôi sẽ hỏi bạn cái ID number, what's your password.
Còn bạn mà muốn vô computer của Tommy muốn vô computer của bạn thì dùng cái chỗ này hoặc là ID. Còn bạn muốn vô computer của Tommy thì bạn provide cho Tommy cái ID này và cái password này thì Tommy sẽ lọt vô, là từ đó là Tommy có thể nhìn thấy computer của bạn và có thể giúp bạn sửa chữa computer của bạn, hay là có gì trở ngại thì Tommy có thể giúp đỡ sau khi anh đã complete download cái program này vô. Mến chào, nếu có câu hỏi gì thì quý bạn lên cái trang nhà gọi là myspasuccess.com. Thành thật cảm ơn.